sáng thức dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bên nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son, trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy, mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Đàn ông đúng là khốn nạn mà, thì không thể nào tin được. Em nghĩ là bình tĩnh, cách cái gì cũng có cách giải quyết. Nhưng mà em không nghĩ á, đại gia lại là anh Đức. Hèn chi bà Trang mấy vô. Thôi đi. Bây giờ tôi cảm thấy là đàn ông trên đời này không ai có thể tin được hết á. Một người hiền lành như ông Đức mà tại sao lại có thể làm những cái chuyện như vậy được bây hả? Bây giờ hai bà bình tĩnh được không? Ê, bà gọi thử cho ông đi, coi ông nói sao chứ nhiều khi lỡ có cái chuyện gì mà mình không biết sao hiểu lầm á. Đúng rồi. Gọi đi. Thôi mà đừng có khóc nữa, chưa gì hết á, bây giờ gọi để coi làm sao cái đã. Chị, bình tĩnh, cứ tỉnh lên. Alo, anh đang đâu vậy? Đó, ui da, yeah. Đó thấy chưa? Rõ ràng là chắc là đang trong bệnh viện rồi, cho nên là mới có mấy ngàn như vậy đó. Bà đừng có khóc nữa được không? Bà khóc tôi rối ruột hết nè. Bà mới làm ta rối đó. Cái gì từ từ coi. Tôi à. Dạ đâu. Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Bây giờ mình phải chạy vô bệnh viện liền. Không. Mình chạy vô bệnh viện liền đi. Trời ơi, bình tĩnh, cái gì cũng có giải quyết đúng không? Nè, hai bà làm tôi rối. Nói nghe nè, bây giờ mình không có làm lớn chuyện được hết á. Ít ra là nhưng mà sao không lớn chuyện được? Không phải bây giờ. Dù sao anh với Đức cũng là chồng của chị Quyên. Chồng tôi mà. Tôi thôi, chịu. Được rồi. Nhưng mà bây giờ ít ra Trang nó cũng là bạn mình, để cho nó sinh mẹ chồng con Quyên đó. Bà để tôi gọi cho anh đi. Mà chị Trang làm gì là em gọi cái gì? Dù con của chồng tôi mà. Không, bây giờ chưa biết là tôi gọi cái để coi. Bà bị điên hả? Người ta đang đau đẻ thì làm sao nghe điện thoại để mà gọi? Đúng rồi. Hả? Quên. Bây giờ tính sao thì chết liền cho bà coi. Nín coi. Bà đừng có khóc nữa. Bây giờ chị bây giờ nè, Trang á đang đau đẻ, đang đau, tức là chuyện như chuyển dạ như vậy rất là gấp. Có thể là Trang chưa chuẩn bị đồ đạc gì hết, hay là bây giờ mình giúp Trang chuẩn bị đồ đạc đem vô bệnh viện đi, chứ bây giờ nó một thân một mình nó chẳng thì sao. Trời mình ơi, mình bây giờ chuẩn bị xong mình tập hợp lại rồi bàn tiếp chứ bây giờ. Đứa không, bạn đưa chồng chơi vậy mà được. Thôi được rồi, bây giờ tụi tôi cũng rối nè, bên đây bạn bên kia cũng bạn. Rồi bây giờ tụi tôi làm sao? Tất cả mọi mấy chị bình tĩnh lắng nghe em. Bây giờ gọi chị Minh Ngọc rồi chúng ta giải tán. Ủa sao về nhà sắp xếp công việc rồi chúng ta sẽ vô bệnh viện truy tìm nguyên nhân. Ôi trời, mày cái gì vậy? Mệt quá đi. Đi kiếm vậy rồi biết chừng nào mới kiếm ra. Trời ơi đất ơi, mấy ngày nay mình cũng đã đi là 1, 2, 3, 4 ngày rồi. Ngông chứ. Ôi, bệnh viện mà. Trời ơi, bệnh viện đó chị. Không phải, ý của chị nói là mình cũng đã đi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bệnh viện rồi. Kiếm không ra, bỗng nay mình đi hoài vậy. Cũng phải kiếm chứ, bây giờ bỏ về vậy có thấy ngại không? Thấy bực bội trong người đó. Thôi bây giờ nhà đi mấy chị nè, yên tâm đi. Vợ chồng chị đúng không? Chị bóc lá đi rồi bỏ kiếm ra. Cái gì lấy gì? Nhờ bài bạc gì nữa? Đang bệnh viện. Ủa trời ơi, có bố gì đâu đây bà. Hồi nãy tại sao ở nhà không chịu coi đi hả cái con kia? Cười quá, chị có ai coi bà ta nói hơn trời ơi. Không có miếng nết nào hết trơn á. Nghĩ sao vậy? Coi giùm mấy chị trai con gái. Lát bị bắt bây giờ, bỏ vô. Em biết được lỡ mà dở bài ra coi thì ra làm sao? Ra cái gì? Mệt quá đâu quá. Cái gì? Giả con này mày bị cái gì vậy? Cái gì? Ê, đừng có xỉu. Tao không xỉu. Chị, bình tĩnh. Tao không xỉu, nhưng mà bây giờ mình làm gì? Bây giờ làm sao? Bây giờ tới làm hốt xác chị đó luôn nha. Chúng nó này nó ác quá. Hay là bây giờ mình nói thẳng đi, mình chửi thẳng vào mặt mình đập vô. Trời ơi, tôi là bác sĩ mà ở bệnh viện làm gì mất mặt tôi hết, không có được. Vậy thôi bây giờ mình đi về đi. Đúng rồi. Không có đứa đi về chồng mình.
Ủa chứ bây giờ vô nói chuyện cũng không được rồi, đi về cũng không chịu, bây giờ làm gì? Khoan rồi, hình như chồng bà đi chăm sóc cho ai đẻ đó. Nhắc lại, cái chuyện này là ai cũng biết rồi, cho nên mình mới đi theo dõi nè, hiểu không? Bây giờ mình mới đi sao? Kiếm nè. Bây giờ bình tĩnh mọi người, bình tĩnh, ở đây là bệnh viện mà, bà là bác sĩ mà. Biết rồi, nhưng mà chồng thử chồng mày coi, bị coi bị vậy rồi sao? Ừ, nó có chồng đâu mà, nó biết không biết đâu. Thì bây giờ nè, theo dõi. Đúng rồi, theo dõi. Mấy bà làm gì á? Đi theo dõi. Trời ơi, mấy chị làm gì là gây sự chú ý đó. Ờ đúng rồi hả? Đi đứng bình thường. Bình thường. Hay ngang lên. Đi. Đây Trang tự làm được rồi. Đây, Đức đưa đây. Đúng chỗ. Đây. Ơ trời. Ủa, mọi người tới rồi đó hả? Ủa chị Trang, anh Đức. Đứa nhỏ đâu, đứa bé đâu? Cô y tá vừa ăn đi tắm rồi. Em nè. Chị Quy. Dạ. Ủa, sao hai người hạnh phúc quá vậy? Thì ra, đứa con của bà là con của ông Đức á hả? Cái gì vậy? Thì đúng rồi, không thấy mọi người đang chăm sóc nhau hả? Ủa, là sao vậy bà Trang? Bà Trang, bà đối xử với bà Nguyên vậy hả? Ủa chị Trang, có phải chuyện vậy không hả? Mà sao bà không nói đi? Chị nói gì đi? Nãy giờ có cho nói đâu mà nói. Giờ chị nói đi. Thì bây giờ nói đi. Thì tại hôm qua đang trong đoàn phim tôi bị chuyển dạ. Mọi người quát taxi cho tôi, đúng lúc đó Trí Đức ở đó đưa tôi đi. Chuyện có vậy thôi, tự nhiên báo chí chụp hình lên. Thì ngày hôm qua nay thì thiệt hai tụi tôi cũng đứng ngồi không yên nè. Sợ bà Quyên bà hiểu lầm đó, nhưng mà giờ cũng vậy rồi. Ủa, vậy tại sao bà không gọi cho tụi tôi? Mà làm gì Trí Đức nhiệt tình vậy? Cho nên là mọi người cũng phải hiểu lầm chứ. Sao gọi được, đi đẻ sao gọi được? Đúng rồi, người ta chở đi đẻ. Đúng rồi, đang đẻ sao gọi. Nhưng mà em nghĩ gì nè, em thấy chị Trang với Trí Đức chắc chắn không có gì đâu. Mọi người đừng có làm lớn chuyện lên. Quan trọng bây giờ làm sao nói cho bà Nguyên mới hiểu kìa. Đi ra giải thích. Có ai làm lớn chuyện đâu, người ta đang tìm hiểu vấn đề nè. Bây giờ sao? Đi theo nó đi. Bây giờ bà nghỉ ngơi đi. Rồi tụi mình đi ra coi mấy người ngoài đó còn sao rồi. Đi. Đi. Nghỉ ngơi nha. Đi. Em. Cái gì? Em hiểu lầm rồi. Thật sự anh với Thùy Trang không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì mà anh bỏ đi cả đêm. Gọi điện anh không nghe máy, không có chuyện gì mà anh theo người ta cả đêm làm sao? Thì tại điện thoại anh lúc đó hết pin, rồi lúc đó gấp lắm. Ừ, cái anh phải chăm cho con của mình nên anh không nghe được điện thoại của em chứ gì. Em không tin anh, không lẽ ngay các bạn em cũng không tin. Anh nói thiệt á, anh với Thùy Trang không có gì hết. Em tin anh đi. Sao tôi tin anh được hả? Anh bỏ đi cả đêm vậy á, nếu là tôi á, tôi đi vậy anh có tin được không? Đàn ông với anh á, cái đồ phản bội, đồ xấu xa. Em đúng rồi đó, đàn ông là đồ phản bội xấu xa thì chúng ta không nên nói nhiều làm gì, không tốn công tốn sức làm gì. Ôi trời, em nói gì kỳ vậy, rồi không lẽ mọi người cũng không tin anh luôn hả? Ừ, tin không? Ôi trời ơi, nhiều khi anh Chí Đức đây đi vô giúp đỡ chị Trang, bởi vì chị Trang là hội chị em với tụi mình mà. Giống như em bệnh, mai mốt anh Đức anh nhân giúp em cũng được, anh hên hơn. Ê! Đúng rồi á, may mà có em hiểu được anh. Thôi anh đi. Anh làm gì vậy? Tôi nghĩ là bà Thùy Trang mới là diễn viên nổi tiếng, chồng bà không phải gu bà đâu. Ủa, ý con là sao? Là chồng bà này vừa già, vừa xấu, vừa dơ, vừa nghèo, nên là ai mà yêu nổi. Ê, nói gì vậy? Hả? Ê! Nè nghe, đàn ông người ta vừa đẹp trai, mơn mởn, tươi xanh như vậy, nhìn chỉ muốn ăn ngay thôi mà nói cái gì vậy, đẹp trai muốn chết luôn được. Ủa vậy hả? Anh đừng có cười tôi. Cái đẹp đó mất rồi, bây giờ anh hết đẹp rồi, anh xấu xa lắm anh biết không? Nè nè, thì sao mà bà làm gì mà tâm lý bà ngang ngược vậy? Anh đi đi, anh đi quất mắt tôi đi, tôi không nhìn thấy anh nữa. Anh xin lỗi mà, tôi về nhà đi, em muốn đánh phạt sao không được hết á. Tôi không tới nhà với anh. Thôi em biết tính chị Quyên mà, chị Quyên nói một lời ra là như đinh đóng cột. Chị đuổi anh đi rồi anh bích cửa về nhà rồi. Bây giờ vậy nè, quán em còn thiếu một chân rửa ly. Về rửa ly cho quán em nha. Vậy nhá chị. Ừ, anh đúng rồi, rửa ly rồi. Nè.
gì vậy? Người ta kêu đi đâu là đi đó hả? Nhà anh sao anh không về? Có chuyện gì á, trong nhà tôi á, vợ chồng tôi tự giải quyết. Đi về nhà giải quyết, không có đi cà phê gì hết á. Bà này được cái ba lật nhanh ha, cỡ nào cũng lật được hết trơn á. Trời ơi, mấy chị thấy em hay không? Khổ nhục kế. Yeah. Về bệnh viện rồi đó, đi. À, đúng rồi, đi về. Đây, có chị đây. Cảm ơn em. Này em pha hơi nhiều rượu tí xíu nha. Không sao. Sao? Ừ. Hôm nay chị không ổn đúng không? Không biết nữa. Chị nghĩ phải chi cuộc sống của chị đôi lúc mà nó mạnh như cái ly rượu em pha cho chị thì tốt biết chừng nào hơn. Rồi. Chắc chắn là bà chị tôi có chuyện rồi. Rồi chị muốn nói gì? Em sẽ ngồi đây và sẵn sàng lắng nghe chị. Rồi, em nhìn chị đi. Chị của em có đủ đẹp không? Ồ, sao chị hỏi vậy? Hỏi thật. Đẹp. Vậy mà vẫn ế. À, thì ra cái vấn đề nó nằm ở đây. Ủa, em cứ nghĩ là từ trước tới giờ chị thích là một người phụ nữ độc lập, chị thích là single mom, nên chị không có muốn có tình yêu. Còn nếu mà chị muốn cái chuyện đó thì quá dễ dàng mà. Chị có thể gặp bất cứ một cái chàng trai hoặc một người đàn ông nào mà chị thích rồi. Không, ai mà nói tới đàn ông. Vấn đề chị đang nói ế đây là tiền đó. Trời ơi, tôi thấy là tôi đã rất là đầu tư cho bản thân mình, bởi vì tôi là một chủ spa. Nhìn chị như vậy mà khách vẫn không tới spa của chị, vẫn ế như thường. Không hiểu nổi. Trời ơi, chị làm em phải nghĩ tới cái chuyện khác không? Nói về cái vấn đề này thì em cũng không biết như thế nào nữa. Nhưng mà nếu mà chị kẹt tiền quá thì chị hỏi mấy chị trong nhóm mình thử coi làm sao. Coi thử mấy chị có giúp đỡ được gì cho chị hay không. Chứ em mấy tháng nay á, em cũng toàn là bù lỗ không. Hiện tại em cũng đang hơi bị khó khăn đó. Chị biết mà, thì chị cũng đang đợi Minh Ngọc tới nè, cũng chưa biết sao nữa. Không sao, ráng lên. Chị của em phải thực sự ráng lên. Bởi vì trong mắt em chị vừa đẹp mà vừa tài năng. Chị là một người đẹp mà có não duy nhất mà từ trước tới giờ em gặp. Ok, chị xem đó là một lời khen. Ờ, hello. Sao chị? Gì vậy? Uống gì? Em pha. Hôm nay tâm trạng của chị là vừa vui vừa lo, vừa quan mang. Cho chị uống gì cũng được. Chị muốn uống giống chị không? Rượu đi. Ừ. Nay uống rượu luôn rồi hả? Chút theo nhưng mà rượu hơi nhiều tí thôi. Ừ. Chơi lớn vậy luôn hả? Rồi, đợi em xíu. Ủa? Sao vậy? Nay bà có chuyện gì mà uống rượu nữa? Có chuyện chứ. Trời ơi, spa của tôi á, chả hiểu tại sao mà kinh doanh không được gì hết. Bây giờ spa của tôi thì không có khách, nhân viên nó cũng nghỉ hết, rồi bên chủ hàng, rồi tiền nhà, tiền điện, bên nào nó cũng dí tôi đến cuối tháng này hết rồi. Tôi đang sợ tôi cầm cự không nổi. Ê, hả? Bà cho tôi mượn ít tiền xoay sở được không? Cần nhiêu? Chi phí tiền nhà, điện nước, nhân viên, tiền hàng, tôi bán chừng khoảng 50. 50 triệu? Nhiều quá hả? Cũng không nhiều lắm. Nhưng mà tại vì mẹ chồng của tôi sắp lên chơi đó, rồi tôi phải dẫn mẹ chồng tôi đi khám bệnh nữa. Tôi sợ là không có đủ tiền cho bà mượn á. Không sao. Ê, không ấy, bà hỏi thử Thùy Trang với lại Hòa Quyên coi. Thôi, tại trong nhóm tôi thân với bà nhất nên hỏi bà. Còn hỏi mấy người kia ngại lắm. Chị ơi, bên nhà cung cấp lại đòi tiền hàng mình tháng này nữa. Lần này là lần thứ 3 rồi. Chị xem giải quyết. Chứ chị trốn ở nhà như vậy hoài không phải cách đâu chị. Chị biết rồi, để chị tính. Dạ, thôi em về. Ừ, về tiệm đi em. Mà chị ơi,
Dạ, chị ơi, cho em xin lãnh lương tháng trước luôn nha. Tại 3 bữa nữa rồi chị gửi ha. Tại em cũng thấy mà, tiệm mình dạo này khách cũng không đông lắm đó. Rồi thu chi thì nó cũng không có được cân đối lắm. Thông cảm ha. Dạ. Vậy em xin phép chị cho em làm hết tháng này rồi em nghỉ nha. Thôi em cứ về tiệm trước đi, từ từ chị tính. Dạ, em chào chị. Ủa? Dạ, chào anh. Em ngồi đi. Dạ, dạ vâng. Em ngồi đi. Dạ, em cảm ơn ạ. Xin lỗi. Ủa, sao anh không ngồi bên kia? Tại vì ngồi đây cho nó thân mật với nhau. Dạ. Bên kia nó hơi ướt á. Dạ. Dạ. Anh tới lâu rồi hả? Anh tới đây là từ lúc mà mấy con gà chưa gái nữa. Anh tới đợi em đó. Ủa, gà chưa gái mà quán mở cửa luôn rồi hả anh? Không, anh ngồi ngoài góc kia anh đợi em. Ngày nào quán mở anh đi vô. Anh nhiệt tình quá. Vậy thôi chắc em thưa chuyện luôn nha. Mình vô thẳng vấn đề đi, không sao. Dạ. Em anh Hải ơi, em có việc á, nên là em định mượn anh khoảng 50 triệu. 2 tháng em trả lại được không? 50 triệu. Nếu mà nhiều quá thì 4. Không có sao đâu, trời ơi, 50 triệu chuyện nhỏ. Ủa, được hả anh? Được, anh cho em mượn. Mặc dù anh biết á, là cả cuộc đời này em vẫn không trả lại anh, nhưng mà anh không, vẫn cho em mượn. Không, 2 tháng. Không, không em, anh lo cho em được mà. Em hiểu không? Một lát nữa em đi với anh đi, anh rút tiền anh đưa cho em nha. Ủa, nhưng mà là nghĩa là sao anh? Đi. Có gì đâu. Anh biết giờ á, em cũng đâu có lo nổi cho cuộc sống của mình đúng không? Bây giờ em sống biết điều với anh đi. Thấy không? Anh sẽ cho em hết. Với lại á, bây giờ mối quan hệ của mình đó là mối quan hệ tiền bạc. Anh không thích vậy. Anh làm vậy chẳng có là lỗ cho em. Đúng không? Hiểu không? Dạ anh ơi. Sao? Hả? Dạ, anh đợi xíu tay em bị đau. Dạ. Xin lỗi. Hư nè. Nó hư quá. Dạ. Chả là hồi nãy trên đường đi tới đây á, em có suy nghĩ. Dạ. Suy nghĩ gì? Thì tới đây em suy nghĩ thấu đáo rồi. Em nghĩ là chắc là thôi em không có cần mượn tiền anh nữa. Em cảm ơn anh nhiều. Anh cứ ngồi đây uống cà phê đi, quán này cà phê nổi tiếng ngon luôn đó. Dạ thôi chắc em xin phép em đi trước nha anh nha. Quyên. Anh ở lại mình nhỏ nha anh Hải. Quyên. Dạ. Dạ. Quyên. Tưởng dễ ăn tiền của tôi hả? Sao dễ ăn của ngoại được? Cái gì cũng có giải quyết hết. Bây giờ em trải bài ra, chị bóc rồi coi thử như thế nào nha. Sao cũng được. Rồi đây, chị bóc đi. Lá bài này nói là chị đang gặp khó khăn. Khó khăn rất là lớn. Và khó khăn này sẽ làm cho chị bị cảm thấy là tuyệt vọng. Chị sẽ rất tuyệt vọng. Bóp thêm một lá nữa đi. Bóp nữa hả? Tin em. Tuyệt vọng là thất vọng luôn nè. Nhưng chị sẽ gặp quý nhân, và quý nhân sẽ giúp đỡ cho chị rất nhiều. Và đặc biệt á, là họ không đến lâu đâu, họ sẽ đến liền ngay lập tức. Ừ, liền ngay lập tức. Thôi, cho chị thêm ly nữa đi. Chị không tin em hả? Tin, nhưng mà bây giờ cho chị uống đi, làm ơn. Nhưng bây giờ uống không có giải quyết được gì hết. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Chị hết sức là bình tĩnh, chuyện gì cũng phải vượt qua mà. Chị không? Ủa? Lỗi. Trời ơi, xin lỗi tới trễ. Ủa? Cũng gặp rất bút tranh thủ như lắm luôn mà vẫn tới trễ. Đi đâu ạ? Bà đi đâu ạ? Thôi, đang vui quá rồi kìa, đang hay quá rồi. Thôi. Thì nghe là bà có chuyện cho nên tụi tôi bỏ hết công việc, tụi tôi chạy tới đây. Mà giờ còn hỏi vậy hả? Thôi, bỏ hết. Vô Facebook, qua trang Thùy Trang coi liền. Mở lên.
Giờ cái vô Facebook luôn. Coi 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 liền coi liền. Ừ vô thì đang vô. Vui quá kìa, đang vui quá kìa. Cái gì vậy? Em cũng muốn coi nữa. Xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi Thùy Trang không có live stream, không có nói chuyện với mọi người. Thì cũng nhớ mọi người lắm. Nhưng mà tại vì bận bịu em bé, rồi có rất là nhiều việc nhà mà Thùy Trang phải làm sau khi sinh em bé ra. Nhưng mà sẵn tiện hôm nay rảnh rỗi nè. Và có rất là nhiều người hỏi Thùy Trang tại sao mình lại lấy lại vóc dáng nhanh như vậy. Thì hôm nay Thùy Trang sẽ bật mí cái bí quyết lấy lại vóc dáng sau sinh của mình nha. Và đây là bí quyết của Thùy Trang. Tèn tèn tèn. Đó, đây là cái spa mà Thùy Trang sử dụng thường xuyên cũng hơn 10 năm rồi đó. Thì Thùy Trang chỉ đến đây thôi. Ở đây là cái nơi mà chăm sóc da, nói chung là da và dáng cái gì, mọi thứ về body hay là sắc đẹp gì, ở đây là chăm sóc cho Thùy Trang hết. Và tại vì ở đây cái dịch vụ ở đây rất là tốt, rồi cô chủ cũng rất là dễ thương nữa. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu xem lời Thùy Trang nói có đúng không ha. À, hình như có một vị khách đang ra, chúng ta cùng tìm hiểu xem ha. Dạ chào chị. Xin chào. Hôm nay chị đẹp quá à. Chị hôm nay chị là lần đầu tiên đến spa hả chị? À không, chị đến đây đã nhiều lần rồi. À vậy hả? Chị cảm thấy cái dịch vụ ở đây như thế nào, tốt không chị? À làm ở đây tôi thấy an tâm lắm. Dịch vụ và giá cả rất là tốt. Wow. Thì nếu như mà có bạn bè hay là người thân nào đó thì chị có muốn giới thiệu đến đây không? À dĩ nhiên là có chứ. Tại vì tôi rất hài lòng với dịch vụ ở đây. À rồi, cảm ơn chị nha. Chị thấy không? Em đã nói mà, quý nhân sẽ xuất hiện và giúp đỡ chị liền ngay lập tức, thấy chưa? Ủa sao hết vui vậy? Hồi nãy vui lắm mà. Không, cái này mới vui nè. Cái này mới vui nè. Cái này mới vui kìa. Còn nãy là bị hai kiểu khác, còn bây giờ là đang rất hạnh phúc nè. Chị, về liền, về spa liền nhanh lên. Về spa liền. Về sợ khách đến không? Đúng rồi. Ê ông, khoan về. Đây nè. Cả nhóm có Hùng lại một số tiền. Gửi bà, có gì chi trả cho spa nha. Đừng có ngại, không gì phải ngại hết. Tôi ghi sổ nợ hết rồi, yên tâm. Nha. Cảm ơn nha. Nè, nói nghe, chúng ta là bạn bè, cái gì cũng có nhau hết trơn á, đừng có ngại nha. Còn tụi tôi ở đây nha, không có một mình đâu nha. Đừng ngại nữa, đừng cảm ơn nữa nha. Đi về đi, đi. Bà này bán sao đó. Cảm ơn lần nữa nha. Trời ơi, được rồi. Đi. Ai có chuyện nhóm mình cũng giúp ha. Cũng đưa tiền. Vậy em buồn quá nè, có ai cho em gì không? À, về chứ. Ủa gì vậy? Cũng đang bận đó. Ủa gì rồi em? Ủa có gì vậy? Trời đất ơi, mấy cái bà này. Ê khoan, tiền nước của em chưa trả nè. Coi muôn vô xuôi đời lo cho chính ta. Ngày ngày xa phố mua sắm là cả. Tụ tập quan sát trò chuyện với cô bạn thân. Chẳng còn muộn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đầy mạnh mẽ đến nhường nào. Chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối. Chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng. Vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ lỗ chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất vì thương. Mẹ biết sữa em đây.